trai dưỡng, Dạ. tức là không có ruột thịt, Dạ. mà phát sinh hành hạ đứa con không phải là do mình sinh đẻ, Dạ. thì đó là cái điều tội lỗi. Đó là điều tội lỗi rồi. Cái con vật chúng ta nuôi trong nhà đó, con chó, con mèo nuôi chơi đó, chúng ta cho nó ăn không, dạy nó không được, nó biểu nó lấy giậm ly nước không được, mà nếu chúng ta đánh nó cũng là tội lỗi rồi. Một cảnh đời đang đau khổ. Em bé này 13, 14 tuổi lớn rồi, không có vợ con nít con nôi, không chạy hiểu quần đái quần. Con xuống đây, con ở với sư, con làm đệ tử của sư. 13, 14 tuổi con trai lớn rồi, theo sư, làm đệ tử của sư thì con sẽ có cái tương lai tốt hơn. Không ai rớ động tới con ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con chào thiền sư. Thì hôm nay chúng con là những kênh YouTuber đến cổ mộ của thiền sư để xin pháp thoại. Thì gần đây trên mạng xã hội sư rất là xôn xao cái mẫu chuyện là cha dưỡng, dì dưỡng đối đãi hơi bệ tạc với những đứa con riêng. Thì giờ đây thì cũng có một đứa bé 12 tuổi là theo mẹ về quê chồng ở Tây Ninh. Thì người cha dưỡng đó mới tác động vật lý đến đứa bé bằng nhiều hình thức khác nhau, như là dùng tay, dùng gôi và trong đó có điện. Thì đứa bé đó mới chạy thoát và chạy về Đồng Tháp chúng ta và cầu cứu những anh YouTuber để làm sáng mẫu chuyện này. Thì qua cái kênh YouTube đưa lên cầm gỗ trên mạng gần đây, thì con xin thiền sư cho bài pháp thoại để chúng ta cảnh tỉnh những người cha dưỡng hoặc là mẹ kế đối xử một cái kết có hậu đối với những người con kém may này, thưa thiền sư. Đừng có điện mà sao gì chính vậy nhà, cái gì chính điện la lỡ nói quẹ về đây rồi mày đừng có kiếm nữa, mẹ nói gì nè nó không có kiếm nữa, thêm như giờ tao không có đứa con gì nó đi trời ơi, chân giò cẳng quá trời. Nhưng mà bé này bị bạo hành nhiều năm rồi, giúp theo cũ mới đều có mà. Dạ. Hiện tại bây giờ này đây là bị quýnh để biết lỗ tai bên luôn cái gì rồi, không bên rồi bị một bên còn nghe được tí xíu bên này. Anh có đưa bé đi khám chắc chưa hả? Chưa. Dạ. Khám tay nó đi anh ơi, nó bị vết thương bên tay nó không nghe đó. Mình chở bé ở trung tâm tai mũi họng á. Mới mình đi trị nó sẽ tốt hơn anh, để lâu quá mình trị rất là khó, ảnh hưởng tới cái mang tai rồi. Tại vậy. Ký của các con là thấy cái xã hội có chuyện bất công vậy. Dạ. Cha dưỡng. Dạ. Tức là không có ruột thịt. Dạ. Mà phát sinh hành hạ đứa con không phải là do mình sinh đẻ. Dạ. Thì đó là cái điều tội lỗi. Đó là điều tội lỗi rồi. Cái con vật chúng ta nuôi trong nhà đó, con chó, con mèo nuôi chơi đó, chúng ta cho nó ăn không, dạy nó không được, nó biểu nó lấy giậm ly nước không được, mà nếu chúng ta đánh nó cũng là tội lỗi rồi. Đừng có nói gì tới mà một con người. Ở đây nó có cái phân tích nữa đó, là tại sao vấn đề nó phát sinh, bởi cái vấn đề cha mẹ nó không nên thân, thành ra mới tạo nên cái ly cách mà con mình sống gần mẹ không có được gần cha. Nếu mày gần cha thì đâu có thằng nào mà dám mà. Còn tại con ở gần mẹ là cái con đã dở rồi, thì nó dở tiếp tục à, nó binh cái thằng chồng hiện hữu của nó, chứ cái mày con nó đẻ lâu năm rồi nó biết rồi, nó hết binh rồi, coi chừng nha. Đó thì như thế em bé này lọt vô hoàn cảnh quái quâm đó là hiển nhiên trong xã hội, trong cuộc đời sống của sư sống ở đó giờ với tất cả bà con ở tận cùng hang ổ của sự nghèo khổ. Sư đã biết rõ những cái thành phần đó trơn à, những hoàn cảnh đó trơn à. Đây là một hoàn cảnh đặc biệt của em bé này mà chúng ta dòm thấy. Các con biết trên xã hội bao nhiêu hoàn cảnh đó không? Bao nhiêu không? Hàng trăm, hàng triệu luôn, chứ không phải một em bé này kiểu đó đâu các con à.
À, nhưng bởi sao? Bởi em bé này trong cái số hàng trăm hàng triệu, nhưng mà được nhìn thấy cái chỗ đó đó. Ừ, cái chỗ đó đó. À, thành ra chúng ta mới có cái cuộc luận đàm ngày hôm nay. Rồi bây giờ kết lại nè. Bây giờ sư nghe các con thuộc lại câu chuyện này. Ngay lập tức sư đã có cái phương án cho vấn đề rồi. Chứ không phải như các con. Bao các con cái đạo lực còn thấp, không có đủ, không có đủ năng lượng của dân ta. Nhưng các con được cái đức độ rõ ràng. Dù hai con không có đạo lực gì, vẫn là một phàm phu mà thôi, nhưng các con được một cái đức. Một cái đức này nó gọi là vô lậu. Không có thấy, nhưng mà các con tương đối có được cái đức rồi. Các con hướng dẫn một cái cảnh đời cơ nhở cuộc đời kiếp người vừa lớn lên mà gặp được thầy biết là chính đó thôi là ơn đức của các con. Các con đưa cái cảnh đời đau khổ này đến với cái bậc thầy mà ta thấy hình như là cứu em được đây em ơi. Ta ở nhà, ta nhìn thấy cảnh đời của em, ta xót xa quá, nhưng ta không biết cách nào cứu. Chợt nhớ đến sư phụ Trí Trung. Ổng nói ổng mà ngon, thiên binh dạng tướng mà gì ổng giải quyết cũng được. Cái chuyện này hơi khó nghe, đem xuống ổng qua ổng tính sao. Nè các con, sư giải quyết kiểu này nè nha. Đây các con đưa tới cho sư biết một cảnh đời đang đau khổ. Em bé này 13-14 tuổi lớn rồi, con lớn rồi, con kiếm cách liên lạc xuống với sư. Con xuống đây, con ở với sư, con làm đệ tử của sư. 13-14 tuổi con trai lớn rồi, theo sư, làm đệ tử của sư thì con sẽ có cái tương lai tốt hơn. Không ai rơi động tới con ha. Để làm chi? Sư cứu cho con. Nếu ở đó con lật lờ lật lẹo lật tới lật lùi, cuộc đời con nó vậy hoài. Con chỉ có cái duy nhất là con chạy về với sư thì con mới được trụ và lên thôi. Còn con ở ngoài kia cuộc đời đá con, đúng không? Người lớn gần em bé đó đó, luận cho nó nghe cái điều đó. Không phải sư mà ham con nít mời về đâu, nghe chưa? Sư không tao ham nít, nhưng ở đây ta cứu cho một hoàn cảnh đau khổ hiện hữu mà các em đó nhìn thấy được, gửi về cho ta, ta phán xét ra, ta cứu ha. Thì như thế con tìm cách xuống sư đi, sư sắp xếp sư an bài cho con ở đây sống với sư đây. À, tới chừng sư chết rồi con vẫn còn có chỗ nương tựa đàng hoàng, chứ không phải sư chết mà con một thân một mình đâu, con đừng có ngại. À, cái lời này sư nói lên với tất cả bà con á. Bà con thấy em bé này ra, bà con dạy nó cho nó ý kiến. Rồi đi đâu kêu con ơi, ăn mày ăn xin hả? Quanh lộn quanh lạo lớn anh chung là du côn ăn cướp à. Rồi chạy về chung cụ đi, theo ổng tu này về cái tốt hơn, phải không các con? Hướng dẫn nó xuống đây, nhất là các con. Các con đã chú ý tới nó rồi, các con tìm được nó, dẫn nó xuống đây, sư sẽ đình báo này kia. Sư đã làm hoàn toàn tất cả mọi việc để sư nhận nó là đồ nhi, thì cuộc đời nó được cứu rồi. Chỉ có sư cứu thôi, bà con ai cứu hơn đưa ra ý kiến cứu giùm sư nha. Rồi một bạn ê nè, sư nhắc lại nè, qua cái sự việc các con thấy nè, cái em bé này đang lăn lóc trần trụi trong cuộc đời rồi nè, dù có cha có mẹ nè, thấy chưa? Đó là do cái gì? Do từ cái cha mẹ đối xử với em. Các con giàu nghèo, các con giàu nó ăn theo các con sung sướng, các con nghèo nó ăn nó học theo các con khó khăn thôi, nhưng mà người ta vẫn sống. Còn cái này nó không phải ăn uống nữa mà là do cái tánh hết. Cái tánh hết của cha của mẹ, nhất là cái thằng trẻ dưỡng, cái tánh hung hổ cọc cằn, thằng này nhất định là dân nhậu, nhất định. Nó làm chiều về nó nhậu nó quýnh ta,
nó sai người ta đầu này kia, có cái trật con mắt nó quýnh ta, à, nó dòm tới thằng này, nó nhớ, nó ghen ngược, nó nhớ tới thằng cha thằng này mẹ, nó ghen ngược, nó quýnh ta, đó, cái đó không nên, các con bị tưởng lầm vô đó mà hành hạ em nhỏ đó, các cái đó, các cái chuyện mà hành hạ con nít trong gia đình theo cái kiểu nghịch lý đó bỏ đi, bỏ, cha mẹ ruột bây giờ cũng không nên đánh con mình mà nặng nề nữa, chứ đừng có nói chuyện mà tới mà lấy điện chích, lấy cây sắt đồ này kia, đập đồ này kia, các cái đó, đó là cái gì? Trời ơi, cái đó ở tù á. Anh cư xử mà tàn nhẫn với đứa con nít. À, bởi cái lý do gì tôi không cần biết, nó lỗi phải gì tôi không cần biết. Mà anh hành động cư xử như vậy là luật pháp không cho phép. Bởi vậy thầy cảnh tỉnh á, những cái gia đình chấp qua chấp lại, cái đám đó bị nhiều nhất. Quánh con quánh cái đó, thầy chỉ cho quánh à. Con ai nấy quánh, nó dạy mình không được, nó đừng của đó. Riêng của người khác hoặc là hành hung con riêng của người khác vậy, rồi trong cái đạo pháp của thầy á là mang cái tội gì vậy sư phụ? Hai con, một người khác không phải là ruột thịt đánh mình ha. À, dạ. Ờ, do hai cái lý do ha. À, một ổng mình không có chuyện gì sang nghe mà người ta quánh ha. À, hai là mình có làm gì đó cho người ta giận đến mức độ quánh. Tôi quánh nó qua cái la phải không? Yeah. Qua cái rầy, qua cái khuyên, cái giải mới tới cái quánh mà. Tới cái quánh nó làm sao quánh. Đó, chúng ta phân tích cái đó thì thấy con hỏi về tội cha dượng này. Đầu tiên là không nên rồi. Rồi. Anh không, anh bị cái tội là hành hạ. Hành hạ chúng sinh. Ở trong kinh đạo nó có dạy không cho mình đánh đập na à, ngược đãi với các thú mình nuôi, dù đó là con trâu cài, con chó dưới nhà đi chăng nữa, đó cũng là những người bạn của mình, sống với mình, giúp mình ở trong đạo của con. Dạ. À, thì ở ngoài đời còn tốt hơn nữa mới được đó. Còn ở đây nhiều khi phải qua cái kiếp nạn đó mới đánh được tới tay thầy. Con thấy cái quyền bí du di nó bắt đầu nó len vô, thấy không? Nếu không luận, thầy luận mộ nó lọt vô chân à, đó đấy, ông thầy mê tính à. Thành ra thầy luận tới đó thôi, tùy các con. Tại vì nó chuyển vô ngũ hành. À, các con à, nói về trở lại đó, luận luận cái tội của cái ông cha dượng này. À, thì nó có hai cái cách luận. Một là có cái thương tật đứa nhỏ này kiểu cỡ sao để luật pháp hành động. À, đó là cách thứ nhất. Còn về cái vấn đề thứ hai, chúng ta nói về nhân quả rồi đó. Chúng ta nói những cái mà trong suy nghĩ thôi, chứ nó không có giải quyết thực tế như luật pháp. Yeah. À, thí dụ luật pháp ông tội đó này kia, tôi nhốt 2 tháng, 3 tháng, 1 ngày, 2 ngày, nó có cái nhận định và rõ ràng. Còn ở đây cái kết luận của chúng ta nó nằm ở trong cái mù mờ vu vơ, ở trong cái tưởng. Làm sao chúng ta hướng dẫn mọi tưởng đều chấp nhận cái lý luận đó là đúng, phải không? Thì như vậy nói về cái hiện hữu là có luật pháp đây. Nói về cái vô vi vô hình không có chỉ được, làm sao chỉ được đấy? Nó thể hiện lên ở chỗ nào mà chỉ đây? Trời, thấy chưa? Con thấy bởi vậy cái thế giới vô hình nó đi đôi với cái luận giải không mở ra. À, thành tự ra tới đó hoàn toàn nó tan ở trong cái mờ mờ mịt mịt, biết biết không không. Thành ra người ta chuyển hết về cho trời Phật, cho ngũ hành, cho thiên địa, nó kéo tới đó mà thôi. Người ta cũng không có luận giải được thì nó sẽ đi về đâu.